41. Phẩm Phật mẫu, Phật dạy: Này thiện hiện, thí như người mẹ sanh và nuôi dưỡng các con, hoặc 5, hoặc 10, 20, 30, 40, 50, hoặc 100, hoặc ngàn đứa. Người mẹ bị bệnh, các con đều cùng nhau hết lòng tìm cầu thuốc thang điều trị. Họ nghĩ thế này: Làm sao cho mẹ ta được lành bệnh, sống lâu an lạc, thân không các khổ, tâm chẳng sầu lo. Bấy giờ các người con tạo phương tiện hoặc tìm cầu phương tiện an lạc che chở bảo vệ cho mẹ, không để muỗi mòng ruồi nhặng rắn rít lạnh nóng đói khát xúc chạm gây phiền bực. Lại dùng đủ các món thượng rượu cung kính cúng dường và nghĩ: Mẹ ta thương yêu sanh ra và nuôi dưỡng chúng ta, chỉ dạy các sự việc ở đời, chúng ta không báo ơn mẹ sao được. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng như thế, thường dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có công năng phát sanh tất cả Phật pháp cho chúng ta, có công năng chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp ở mười phương thế giới, cũng dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có công năng phát sanh tất cả công đức của chư Phật, có công năng chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Do nhân duyên này, chư Phật của chúng ta thường dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì báo trả ơn này nên không hề tạm bỏ. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, Bát Nhã Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả mười địa Bồ Tát đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả dự lưu và quả dự lưu, nhất lai và quả nhất lai, bất hoàn và quả bất hoàn, A-la-hán và quả A-la-hán đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả độc giác và quả vị độc giác đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả Đại Bồ Tát và các hạnh Đại Bồ Tát đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác hộ cao tột của chư Phật đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy mà được xuất sanh. Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã đắc quả vị giác hộ cao tột, hiện đắc quả vị giác hộ cao tột, sẽ đắc quả vị giác hộ cao tột, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ấy. Do nhân duyên này, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với các đức Như Lai có ơn đức lớn, cho nên chư Phật thường dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.
Này thiện hiện các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu thường nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập rộng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác thường dùng Phật nhãn quán xem hộ niệm khiến thân tâm họ thường được an lạc, tu các thiện nghiệp không có các trở ngại. Này thiện hiện nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, thường nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy, vì người diễn nói, thì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong 10 phương thế giới đều cùng hộ niệm, khiến đối với quả vị giác ngộ cao tột không thối chuyển. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, nhờ Đức Thế Tôn dạy, bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng xuất sanh chư Phật. Bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng chỉ bày thật tướng của các pháp thế gian. Bạch Thế Tôn, tại sao bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng xuất sanh chư Phật? Tại sao bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian? Tại sao chư Phật từ bát nhã ba la mật đa xuất sanh? Tại sao chư Phật nói tướng thế gian? Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng xuất sanh 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Này thiện hiện, vô lượng vô biên công đức chư Phật như thế đều từ bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất sanh. Do đạt được công đức của chư Phật như thế, cho nên gọi là Phật. Bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều công năng xuất sanh công đức chư Phật như thế. Do đó nên nói có công năng xuất sanh chư Phật, cũng nói chư Phật từ bát nhã ba la mật đa sâu xa xuất sanh. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng chỉ rõ thật tướng của các pháp thế gian, đó là có công năng chỉ rõ thật tướng của năm uẩn thế gian, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nói thật tướng của năm uẩn thế gian. Bạch Thế Tôn, vì sao bát nhã ba la mật đa sâu xa của chư Phật nói rõ thật tướng năm uẩn thế gian? Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa của chư Phật đều chẳng nói rõ năm uẩn có thành, có hoại, có sanh, có diệt, có nhiễm, có tịnh, có tăng, có giảm, có nhập, có xuất. Đều chẳng nói rõ năm uẩn có quá khứ, có vị lai, có hiện tại, có thiện, có bất thiện, có vô ký, có sự ràng buộc của dục giới, có sự ràng buộc của sắc giới, có sự ràng buộc của vô sắc giới. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải các pháp không có thành có hoại, chẳng phải pháp vô tướng có thành có hoại, chẳng phải pháp vô nguyện có thành có hoại, chẳng phải pháp vô tác có thành có hoại, chẳng phải pháp vô sanh diệt có thành có hoại, chẳng phải pháp không thể tánh có thành có hoại. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa của chư Phật nói rõ thật tướng của năm uẩn thế này. Tướng của năm uẩn này tức là thế gian, cho nên thế gian cũng không có tướng thành hoại sanh diệt, vân vân. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương bát nhã ba la mật đa, có thể chứng biết hết vô lượng vô số tâm hành sai biệt của các loại hữu tình. Nhưng trong lý của bát nhã ba la mật đa sâu xa này, không có hữu tình, không có sự phát khởi của hữu tình có thể nắm bắt được, không có sắc, không có sự phát khởi của sắc có thể nắm bắt được, không có thọ tưởng hành thức, không có sự phát khởi của thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, không có nhãn xứ, không có sự phát khởi của nhãn xứ có thể nắm bắt được, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, không có sự phát khởi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, không có sắc xứ, không có sự phát khởi của sắc xứ có thể nắm bắt được, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không có sự phát khởi của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được, không có nhãn giới, không có sự phát khởi của nhãn giới có thể nắm bắt được, không có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có sự phát khởi của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, không có nhĩ giới, không có sự phát khởi của nhĩ giới có thể nắm bắt được, không có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, không có sự phát khởi của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được, không có tỷ giới, không có sự phát khởi của tỷ giới có thể nắm bắt được, không có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra, không có sự phát khởi của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra có thể nắm bắt được, không có thiệt giới, không có sự phát khởi của thiệt giới có thể nắm bắt được, không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc
cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Không có sự phát khởi của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có thân giới, không có sự phát khởi của thân giới có thể nắm bắt được. Không có xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Không có sự phát khởi của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có ý giới, không có sự phát khởi của ý giới có thể nắm bắt được. Không có pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Không có sự phát khởi của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được. Không có địa giới, không có sự phát khởi của địa giới có thể nắm bắt được. Không có thủy hỏa phong không thức giới, không có sự phát khởi của thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được. Không có vô minh, không có sự phát khởi của vô minh có thể nắm bắt được. Không có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Không có sự phát khởi của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được. Không có bố thí ba la mật đa, không có sự phát khởi của bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được. Không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, không có sự phát khởi của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được. Không có pháp không nội, không có sự phát khởi của pháp không nội có thể nắm bắt được. Không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không có sự phát khởi của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được. Không có chân như, không có sự phát khởi của chân như có thể nắm bắt được. Không có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, không có sự phát khởi của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể nắm bắt được. Không có thánh đế khổ, không có sự phát khởi của thánh đế khổ có thể nắm bắt được. Không có thánh đế tập diệt đạo, không có sự phát khởi của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được. Không có bốn tịnh lự, không có sự phát khởi của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được. Không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không có sự phát khởi của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được. Không có tám giải thoát, không có sự phát khởi của tám giải thoát có thể nắm bắt được. Không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không có sự phát khởi của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt được. Không có bốn niệm trụ, không có sự phát khởi của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được. Không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Không có sự phát khởi của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được. Không có pháp môn giải thoát không, không có sự phát khởi của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được. Không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có sự phát khởi của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được. Không có mười địa Bồ Tát, không có sự phát khởi của mười địa Bồ Tát có thể nắm bắt được. Không có năm loại mắt, không có sự phát khởi của năm loại mắt có thể nắm bắt được. Không có sáu phép thần thông, không có sự phát khởi của sáu phép thần thông có thể nắm bắt được. Không có mười lực Phật, không có sự phát khởi của mười lực Phật có thể nắm bắt được. Không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Không có sự phát khởi của bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được. Không có pháp không quên mất, không có sự phát khởi của pháp không quên mất có thể nắm bắt được. Không có tánh luôn luôn xả, không có sự phát khởi của tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được. Không có trí nhất thiết, không có sự phát khởi của trí nhất thiết có thể nắm bắt được. Không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có sự phát khởi của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được. Không có tất cả pháp môn Đà La Ni, không có sự phát khởi của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể nắm bắt được. Không có tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không có sự phát khởi của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể nắm bắt được. Không có quả dự lưu, không có sự phát khởi của quả dự lưu có thể nắm bắt được. Không có quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, không có sự phát khởi của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể nắm bắt được.
không có quả vị độc giác, không có sự phát khởi của quả vị độc giác có thể nắm bắt được, không có tất cả hạnh đại Bồ Tát, không có sự phát khởi của tất cả hạnh đại Bồ Tát có thể nắm bắt được, không có hậu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có sự phát khởi của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa của chư Phật nói rõ thật tướng thế gian như thế. Này thiện hiện, nhưng trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng chỉ rõ sắc, chẳng chỉ rõ thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có sắc thọ tưởng hành thức có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ nhãn xứ, chẳng chỉ rõ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể chỉ rõ. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ sắc xứ, chẳng chỉ rõ thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ nhãn giới, chẳng chỉ rõ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ nhĩ giới, chẳng chỉ rõ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ giới,